dù hai cống Trà Tép và cống Rạch Sên cách đó không xa được mở để nước lưu thông, nhưng chỉ cần những cơn gió nhẹ là mùi hôi đã sộc lên tận nhà ở. Người dân lo ngại, khoảng một tháng nữa khi đến mùa khô, dòng kênh cầu Cầu Đước được đóng lại, ngăn mặn xâm nhập thì đây sẽ trở thành một dòng kênh chết. Qua là hoàn toàn lần này nó ảnh hưởng rất lớn đối với dân. Qua màu này kia là tới đây là có thể là không còn sẽ mà sử dụng được cái nguồn nước này nữa. Nó chỉ là thải ra dắt bằng đêm mà. Rồi lúc trước thì nó thải ra bằng ngày, thúi quá người ta chịu không nổi. Cái nói quá làm như nó động hay sao á, bằng đêm nó mới thải ra. Dắt tối là dữ lắm luôn, dắt này là đỡ ha, dắt tối là không có ngủ được luôn đó. Ngủ mà lấy hả cổ trang muốn che cái mũi lại luôn mà còn không chịu nữa. Không chịu đựng nổi, hàng chục hộ dân sống quanh khu vực xả thải của doanh nghiệp thủy sản Nhật Phượng đã cùng ký tên, gửi kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền. Sau đó, Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Xuyên và Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã xử phạt hành chính đối với hai chi nhánh của doanh nghiệp này, đồng thời yêu cầu trong thời hạn 15 ngày phải khắc phục hậu quả và chấm dứt ngay hành vi xả nước thải. Tuy nhiên, đến nay, dù đã qua thời hạn, nhưng cả hai chi nhánh của doanh nghiệp Nhật Phượng vẫn tiếp tục xả thải gây ô nhiễm môi trường. Thì chúng tôi cũng có xuống lập biên bản rồi kiến nghị với cảnh sát môi trường, sở tài nguyên môi trường, rồi phòng tài nguyên môi trường cũng có quyết định xử phạt rồi, mà đến thời điểm này thì hai cái doanh nghiệp vẫn xả thải gây ô nhiễm, bà con rất là phàn nàn. Thì mình đâu có thẩm quyền mà để cho người ta tạm ngưng hoạt động được. Vì vụ việc đã vượt quá thẩm quyền xử lý của địa phương, nên Ủy ban Nhân dân xã hiện đang đề nghị các ngành chức năng có thẩm quyền cao hơn, xem xét xử lý dứt điểm để không gây ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân.